tất cả mọi người đã đến với video phút ngày hôm nay nha thì cái đây vài ngày tại phút có hướng dẫn cho mọi người về cách bán bò mà thương lái không ém giá chúng ta nhiều và hôm nay Phúc hướng dẫn cho mọi người về cách nhận biết bò đang mang thai và những cái dấu hiệu mà bò đang động dục là như thế nào nha cả nhà vì cũng có khá là nhiều bạn yêu cầu mình làm cái video này Thì hôm nay Phúc sẽ dành một chút thời gian ngắn của mình Và chia sẻ những cái kiến thức mà trong những năm vừa qua mà Phúc nuôi bò sinh sản Và Phúc tiền đạt lại cho những bạn nào mà mới vào nghề thôi nha Còn những cô chú anh chị nào mà đã nhìn nuôi bò nhiều năm hơn mình Thì mình mong các bạn sẽ tham khảo cái đoạn video của mình và một lần nữa thì Phúc xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian qua Còn bây giờ thì Phúc xin mời cả nhà cùng theo dõi đoạn video Phúc sau đây nha đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết về những cái dấu hiệu bò đang động dục là như thế nào nha cả nhà một á, là con bò chúng ta nó sẽ kêu rống và ồ rất là to thứ hai nữa thì nó sẽ ăn ít và nhảy lên lưng các bò khác nha cả nhà và thứ ba nữa thì cái vùng âm hộ của nó thì nó sẽ rất là bóng và đỏ và tiết ra một chất nhờn nha cả nhà thì những cái yếu tố đó là cái con bò chúng ta đang có dấu hiệu và động dục nha cả nhà thì sau đây thì phúc sẽ chia sẻ cho các bạn về cái bí quyết mà để cho con bò chúng ta nó đậu thai thành công nha cả nhà thì để cho con bò chúng ta nó đậu thai thành công thì các bạn hãy làm theo cái cách như mình chia sẻ nha hoặc các bạn cũng có thể là tham khảo thêm nhiều ý kiến của các cô chú anh chị mà đã nuôi bò nhiều năm hơn mình nha thì đối với những cái con bò mà nhà phúc quá thì nó sẽ có dấu hiệu là ồ và rống vào lúc nửa đêm thì chúng ta nên chờ tới sáng là chúng ta sẽ cho phối tinh hoặc chúng ta là cho nhảy trực tiếp nha cả nhà thì nó sẽ rất là dễ đậu thai còn đối với những cái con bò cái nó có dấu hiệu rồi chịu đực vào ban ngày ấy, thì tốt nhất á, chúng ta nên chờ khoảng 4 đến 5 giờ chiều thì chúng ta sẽ cho phối tinh hoặc chúng ta sẽ cho nhãn trực tiếp thì nó sẽ rất là dễ đậu thai nha các nhà. Cách đây hơn 4 tháng thì Phúc có làm một cái video là bỏ nạp bò vào lúc nửa đêm nha cả nhà tầm khoảng là 6 giờ thì phúc có quay trực tiếp cho cả nhà cùng xem á nhưng mà phúc đang ở trên kênh phúc cao vlog nha cả nhà và cái kênh đó hiện tại thì mình không có còn làm việc nữa và tính đến nay á, là cái con bò đó đã hơn 4 tháng rồi và bây giờ thì phúc sẽ quay lại để cho cả nhà cùng xem nha thì đây chính là cái con bò mà hồi nãy mà phúc có nói để cho các bạn xem á thì hiện tại là nó đã mang thai là đã hơn 4 tháng rồi nha cả nhà thì để nhận biết được cái con bò chúng ta nó đã mang thai hay chưa thì sau đây thì Phúc chia sẽ chia sẻ để cho tất cả mọi người cũng biết luôn nha. Để biết được cái con bò chúng ta nó thật sự đã mang thai hay chưa thì nó cũng có khá là nhiều cách để làm theo nha cả nhà mình thì mình sẽ làm theo hai cách đầu tiên thì mình sẽ tính từ ngày mà chúng ta phôi cho phối tên hoặc chúng ta cho nhại trực tiếp thì mình sẽ ghi cái ngày đó lại trong vòng khoảng 21 ngày cho đến một tháng thì nếu mà cái con bò chúng ta nó không có lên giống lại nữa thì cái con bò chúng ta nó đã mang thai rồi nha cả nhà cái cách thứ hai là trong vòng khoảng hơn một tháng mà chúng ta sẽ kêu bác sĩ thú y khám và sẽ biết được cái kết quả nha cả nhà mình thì mình sẽ làm theo cái cách thứ nhất còn cái cách thứ hai này là chỉ dành cho những bạn nào mà phối tinh thôi nha thì trong vòng khoảng một tháng một tháng hơn mà cái con bồi chúng ta nó không có dấu hiệu lại á thì mình sẽ kêu bác sĩ thú y khám nha các bạn thì nó sẽ ra kết quả cho các bạn luôn trong một số những cái con bò nhà mình á, thì sẽ có một vài con thì nó sẽ không có đậu thai thành công thì trong vòng khoảng 21 ngày cho đến 30 ngày thì cái con bò chúng ta nó không có dấu hiệu động dục lại thì cái con bò chúng ta đã có chữa. Còn đối với những cái con bò mà trong vòng khoảng 21 đến 30 ngày thì nó có dấu hiệu là động dục lại thì chúng ta nên phối lại hoặc chúng ta sẽ cho nhảy trực tiếp lại nha cả nhà. Mỗi một con bò sinh sản nó đều có dấu hiệu chịu đực khác nhau nha cả nhà chứ nó không giống nhau nha những cái con bò cái tơ nó thường có dấu hiệu là nhảy lên lưng các b... các con bò khác còn đối với những cái con bò cái mà đã sinh sản cho các bạn rồi á thì nó sẽ có dấu hiệu là kêu rống và ồ rất là cà to nha thì đây chính là những cái kinh nghiệm trong những năm vừa qua phút nuôi bò sinh sản và phút tiền đạt lại cho những bạn nào mà mới vào nghề còn những bạn nào mà đã nuôi bò lâu năm thì chắc chắn các bạn sẽ biết cái điều này là thật sự nha cả nhà có rất là nhiều bạn đang nuôi bò các bạn đang gặp cái tình trạng là bò cái của chúng ta nó lâu sinh sản quá và các bạn không biết cách điều trị thì hôm nay sẵn làm cái video này thì phúc chỉ chia sẻ cho các bạn về một bí quyết để đặc trị nó nha thì để cho con bò cái chúng ta nó lên giống trở lại thì chúng ta phải nhờ đến bác sĩ thú y và mình sẽ kêu thú y á là chích cho bò của mình á là một mũi lên giống trở lại nha cả nhà thì chỉ trong vòng 3 đến 4 ngày thì cái con bò chúng ta sẽ tiếp tục là lên giống trở lại nha thì cái cách này là phúc sử dụng cho những cái con bò cái của nhà phúc nè nó lâu lên giống quá nó lâu sinh sản quá thì mình dùng cái cách này là rất là hiệu quả nha các bạn còn các bạn nào mà có những cái con bò mà nó sinh sản đều đổ nó bình thường thì các bạn không cần phải sử dụng cái cách này nha cái cách này là chỉ dành cho những cái con bò mà nó lâu đi sinh sản cho chúng ta chúng ta mới sử dụng thôi và đây chính là những gì mà kiến thức trong những năm vừa qua và phúc muốn chia sẻ và tiền đạt lại cho những bạn nào mà mới vào nghề nước bò mà các bạn đã nuôi nhiều năm mà các bạn không biết cách cái này thì các bạn cũng có thể là tham khảo cách của mình nha và thôi cái video này thì phúc cũng xin tạm dừng video tới đây và một lần nữa thì phúc xin chúc tất cả mọi người sẽ có một ngày làm việc thật vui vẻ và thành công nha còn bây giờ thì phúc xin chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào tập tiếp theo nha